Xin chào Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào thực hành Bootstrap ở trên Angular. Đầu tiên tôi sẽ cài đặt bằng câu lệnh npm install Bootstrap. Nếu để Bootstrap không thế này thì nó sẽ cài bản mới nhất cho chúng ta, và vào thời điểm hiện tại thì là Bootstrap 5. Và Bootstrap 5 rất khác so với Bootstrap 4 và Bootstrap 3, nên ở bài học này tôi sẽ cài Bootstrap 4 và jQuery. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi cho quá trình cài đặt hoàn tất. Như vậy là đã cài xong. Chúng ta sẽ truy cập vào file angular.json để import Bootstrap. Trong node module thì chúng ta có thể thấy là Bootstrap sẽ được cài đặt ở folder Bootstrap. Dit CSS và JS là jQuery. Chúng ta không thể kéo thả vào được. Chúng ta đành gõ tay vậy. Chúng ta sẽ xem lại đường dẫn và gõ. Sẽ là node module, folder node module. Suộc Bootstrap, suộc dit, suộc CSS và đến file bootstrap.css.min.css. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ import script. Tôi sẽ copy nguyên dòng này xuống phía dưới cho đỡ phải gõ nhiều. Không, tôi sẽ copy nguyên cả cái dòng luôn. Thay mỗi min.css bằng JS. Thế là xong. Rồi, nếu như các bạn đang chạy project thì vẫn phải chạy lại câu lệnh ng ser để project của chúng ta build lại và ăn nhập hai cái Bootstrap và jQuery cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng đợi một lúc để máy build và chạy project. Ở trong thẻ HTML thì chúng ta sẽ bắt đầu khai báo các thuộc tính class của các thẻ để sử dụng Bootstrap. Tôi sẽ sử dụng class text warning để cho chữ thành màu vàng. Chúng ta sẽ cùng truy cập đến localhost 4200. Vậy vẫn chưa build xong. Đang build bị lỗi rồi. Tôi kiểm tra xem có lỗi gì. Đây là folder JS, chứ không phải folder CSS. Chúng ta sai chính tả. Và chúng ta sẽ build lại. Đây là cách cài đặt Bootstrap thủ công. Khi các bạn mất mạng thì chúng ta vẫn lập trình được. Còn nếu chúng ta mà import thư viện online thì đến lúc code nó không mạng thì sẽ không chạy được. Các bạn hãy tham khảo video install Bootstrap Bằng ba cách ở phía dưới tôi sẽ để trong phần mô tả. Như vậy là đã hoàn tất. Đây, nó đổi màu cho chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng Bootstrap để cấu hình cho file HTML của chúng ta. Điểm nổi bật nhất của Bootstrap chính là tính responsive. Thường thì sẽ dùng thẻ div. Chúng ta sẽ khai báo một thẻ div có class là container chứa tất cả các thẻ khác còn lại của chúng ta. Thẻ div class container này sẽ giúp cho màn hình của chúng ta có thể responsive tùy theo desktop, laptop hay thiết bị di động, cũng như cách lề tương đối là ổn. Trong class container tôi sẽ thêm một div class row. Class row sẽ chia màn hình của chúng ta thành 12 phần bằng nhau. Bên trong ta sẽ sử dụng các div class col kèm số. Col md3 sẽ lấy 3 phần của màn hình. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh. Và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình.